Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôn sư trọng đạo đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong chương trình Âm sắc Huế tháng 11 kỳ này, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cô giáo dạy nhạc, nữ nghệ sĩ ca Huế Lê Quỳnh Hương, người đã và đang truyền tình yêu âm nhạc dân tộc đến các em học sinh thân yêu của mình bằng những giờ học thật vui và sôi động. Sinh năm 1983, cô giáo Lê Quỳnh Hương được thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ cha của mình, đó là nghệ sĩ Nguyễn Công Bằng, công tác tại đoàn ca múa Bình Trị Thiên. Chính ông cũng là người đầu tiên gieo vào lòng cô con gái bé nhỏ của mình tình yêu nghệ thuật. Năm 2002, khi vừa tròn 18 tuổi, Lê Quỳnh Hương vào Huế theo học ngành sư phạm âm nhạc. Từ đây, cô bắt đầu tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật ca Huế. Mình cũng khá là may mắn khi được lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Thì từ nhỏ đã rất là yêu thích những làn điệu dân ca, và cho đến khi bước chân vào giảng đường đại học, được làm quen và được tiếp xúc nhiều hơn với loại hình nghệ thuật ca Huế thì mình càng cảm thấy yêu thích hơn. Mình đến với nghệ thuật ca Huế cũng khá là tình cờ thôi, một chút tò mò và hiếu kỳ. Đầu tiên mình hay thích yêu thích và hay nghe, thì mình tự hỏi là không biết chất giọng của mình mà lúc hát ca Huế thì nghe sẽ như thế nào. Mình bắt đầu luyện tập, bắt đầu từ những điều lý nhỏ thì có thể từ luyện tập qua bản địa. Còn những bài bản lớn thì mình cũng được may mắn được nghệ sĩ Châu Vinh hướng dẫn và truyền dạy. Được nghe nhiều bài bản ca Huế với giai điệu sâu lắng, lời ca giàu chất văn học, cô giáo Lê Quỳnh Hương ngày càng hiểu thêm những giá trị của ca Huế. Cô luyện ca nhiều hơn và bắt đầu đi diễn ở một số nơi, vừa để thỏa lòng đam mê, vừa nâng cao được kỹ năng ca hát của mình. Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế vào năm 2006, hai năm sau, cô về công tác tại trường tiểu học Hương Long, phường Hương Long, thành phố Huế. Yêu thích các điều lý, điều hò, các bài bản ca Huế ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, cô giáo trẻ Lê Quỳnh Hương trong những giờ lên lớp đã truyền tình yêu ấy đến các em học sinh của mình. Khúc hát đến trường, bài hát theo làn điệu lý Huế đã được cô hướng dẫn tập nhiều lần trong tiết học nhạc, được nhiều em học sinh của trường tiểu học Hương Long thuộc nằm lòng. Cho đến nay thì mình đã công tác tại trường được 7 năm. Đối với mình thì công việc giáo viên dạy nhạc và một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nữa thì mình cảm thấy đây là công việc cũng khá ý nghĩa. Vì âm nhạc cũng là một bộ môn mà góp phần giáo dục toàn diện nhân cách của học sinh. Và là vai trò một giáo viên dạy âm nhạc thì mình cũng có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Học sinh tiểu học là lứa tuổi có những ghi nhớ ban đầu rất sâu sắc. Chính vì thế, cô giáo Lê Quỳnh Hương đã dành nhiều công sức tập luyện cho các em. Mỗi tiết học nhạc là một khoảng thời gian hào hứng, sôi nổi của cả cô và trò. Những tiết dạy như thế trôi qua thật nhanh. Ở trường tiểu học Hương Long, cô giáo trẻ Quỳnh Hương đã dàn dựng nhiều tiết mục văn nghệ cho các nhóm dự thi. Cá nhân cô cũng đạt nhiều giải thưởng về ca hát, đáng chú ý là giải nhất đơn ca trong liên hoan tiếng hát công nhân viên chức 2014. Cô cũng là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2014-2015, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Quỳnh Hương á, là một cô giáo mà trước hết là về cái năng lực sư phạm. Thì cô là một trong những người đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học bộ môn âm nhạc. Ngoài cái năng lực sư phạm ra, cô còn có cái năng khiếu về sử dụng nhạc cụ, rồi năng khiếu về ca hát, rồi các cái năng khiếu về tổ chức hoạt động. Nên từ đó là
từ cả cái năng khiếu có sẵn cô thì với cái lòng nhiệt tình cũng như là cái sự say mê sáng tạo thì cô Hương đã có những cái sự đóng góp to lớn đối với trường tiểu học Hương Long. Kết thúc công việc một ngày, cô Lê Quỳnh Hương trở về với mái ấm cùng chồng và hai con gái. Kết hôn từ năm 2006 cùng anh Nguyễn Văn Hải. Đến nay, con gái lớn đã vào học lớp 1. Cuộc sống gia đình hàng ngày trôi qua nhẹ nhàng là điểm tựa và cũng là động lực cho những công việc mà chị đang làm. Khéo léo sắp xếp công việc để chăm sóc hai con, những lúc như thế này là khoảng thời gian bình yên và đáng quý đối với cô giáo trẻ Lê Quỳnh Hương. Mình cũng như bao người phụ nữ khác, ngoài công việc xã hội thì con có gia đình, con cái. Cho nên là khối lượng công việc nhiều lúc nhiều cũng là áp lực. Như lúc chỉ một ngày chỉ có thêm một vài tiếng là để có thể thu xếp, có thể chăm sóc con cái được nhiều hơn. Nhưng mà vì đây cũng là công việc và là đam mê cho nên là chị biết khắc phục khó khăn bằng hai từ là cố gắng thôi. Điều đáng quý của nghề giáo là truyền cảm hứng học tập đến cho các em. Những giờ học nhạc luôn có điểm thuận lợi là dễ thu hút học sinh, học mà chơi, chơi mà học. Nhưng không chỉ có âm nhạc mà còn có những giá trị nằm ngoài giai điệu như giá trị thẩm mỹ, giá trị văn học, giá trị lịch sử. Có thể đưa ca Huế, thể loại âm nhạc truyền thống vốn quý của quê hương đến với các em nhỏ là lựa chọn và cũng là niềm vui của cô giáo trẻ Lê Quỳnh Hương. Những bài bản ca Huế buổi đầu này sẽ gieo những hạt mầm yêu thương âm nhạc truyền thống trong lòng các em, những hạt mầm neo giữ tình quê. Mỗi sự lựa chọn nếu mang lại ý nghĩa tích cực cho đời sống sẽ mang lại niềm vui cho chính bản thân mỗi người. Lựa chọn gắn bó với công việc dạy nhạc ở một trường tiểu học nằm khá xa trung tâm thành phố và đem âm nhạc truyền thống Huế đến với lứa tuổi tiểu học là công việc thầm lặng và ý nghĩa mà cô giáo Lê Quỳnh Hương đang làm. Chúc cho tình yêu nghề, yêu con trẻ sẽ lớn lên cùng tình yêu nghệ thuật, để những tiết học âm nhạc cấp 1 sẽ không còn đơn điệu mà đó trở thành nơi cô giáo trẻ truyền đi niềm đam mê âm nhạc truyền thống của mình. Chương mục âm sắc Huế kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.